Xin chào các bạn, mình đã có hai video nói về cách bậc kiếm tiền cho kênh YouTube, thời gian mà YouTube sẽ xét duyệt cho một kênh bậc kiếm tiền. Và qua video cuối cùng này là sau khi mà YouTube đã đồng ý cho kênh bậc kiếm tiền rồi thì chúng ta cần phải làm thêm một bước nữa, và cái bước cuối này cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không để ý cái bước này thì gần như bạn sẽ không kiếm được tiền từ YouTube các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái nội dung. Đây là kênh mà mình đã bậc kiếm tiền và đã có video cho các bạn xem. Thì khi mà các bạn đã nhận được cái thông báo của YouTube rồi, đây thông báo này, chào mừng bạn đến với cái chương trình đối tác YouTube, thì chúng ta phải làm một cái bước cuối cùng nữa nha. Và nếu các bạn quên cái bước này thì kênh của bạn vẫn chưa kiếm được tiền nha. Thì các bạn sẽ vào cái phần là kiếm tiền nè. Rồi sau khi vào phần kiếm tiền rồi thì các bạn thấy là nó sẽ hiện ra những cái nội dung để cho chúng ta bật lên và chúng ta kiếm tiền. Như vậy thì có rất nhiều nội dung để cho chúng ta bật lên để kiếm tiền. Cái nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ kiếm tiền từ quảng cáo, quảng cáo của YouTube xuất hiện trên video và chúng ta sẽ kiếm tiền. Những cái nội dung khác như là quảng cáo trên trang video dài nè, quảng cáo trên trang video ngắn nè, rồi super là những lời cảm ơn đó. Đó thì tất cả những cái này khi mà các bạn vào cái phần tổng quan này, các bạn phải chọn bật lên nha, bật lên. Và khi mà các bạn bật lên mà nó hiện cái chữ màu xanh như thế này là đang hoạt động thì lúc này thì chúng ta mới thành công. Rồi thì các bạn sẽ lần lượt qua những cái tab khác để chúng ta xem thử là còn cái nội dung nào chúng ta chưa bật hay không. Thì khi mà các bạn bật lên hết rồi thì cái giao diện nó sẽ như thế này nha. Đây, và cái super này thì các bạn cũng sẽ bật luôn ba cái tích này lên nha, đó là super chat, super sticker và super thanh. Rồi trong phần tổng quan thì chúng ta sẽ bật cái phần kiếm tiền với video dài, kiếm tiền với video ngắn lên, cộng với phần super nữa là chúng ta sẽ tương đối là đầy đủ tất cả những cái nội dung. Rồi khi mà các bạn bật kiếm tiền rồi thì bạn làm cho mình một thao tác cuối cùng nữa là các bạn sẽ vào cái phần là nội dung. Đây các bạn sẽ vào phần nội dung nha, và các bạn để ý xem thử là cái tab bậc kiếm tiền nó đã xuất hiện hay chưa nha. Nếu các bạn chưa làm cái thao tác đó thì cái tab kiếm tiền này nè nó sẽ chưa có nha, và kênh của bạn thì nó sẽ chưa có tiền. Do vậy mà các bạn lưu ý là kiểm tra cái bước cuối cùng nữa là cái phần kiếm tiền này thử là nó đã bật lên hay chưa. Và khi mà các bạn thấy cái tab này nó đã bật rồi thì ở đây thì các bạn có thể là cân đối lại cái việc là những video nào sẽ được kiếm tiền và những video nào không. Tại vì có thể là trên cái kênh của bạn thì có những cái video mà các bạn đang sử dụng theo cái chính sách sử dụng hợp lý, hoặc là các bạn đang mượn một số cái video của cái kênh khác mà các bạn có sử dụng và đăng lên đây, thì các bạn có thể cân nhắc là bật kiếm tiền hay không, hoặc là tắt nha. Nếu những cái video mà các bạn cảm thấy là nghi ngờ và lo không biết là cái nội dung này nó có bị YouTube quét sau này hay không, hoặc là sau này có bị dính gậy từ cái kênh chính chủ hay không, thì chúng ta cân nhắc ở chỗ đó. Nếu các bạn muốn tắt thì chúng ta sẽ nhấp vào, chúng ta chọn tắt ở đây, sau đó thì các bạn ấn lưu ở đây nha, ấn tắt này, chúng ấn lưu thì nó sẽ tắt kiếm tiền và nó sẽ không còn kiếm tiền từ cái video đó nữa nha. Video đó sẽ có mà sẽ không kiếm tiền nữa. Như vậy thì cái bước cuối cùng này cực kỳ quan trọng, thì đề nghị các bạn là chúng ta xem lại nha, xem lại khi mà bật kiếm tiền xong rồi nhớ xem lại, nếu không thì cái tab này nó sẽ không có và kênh của bạn sẽ không có tiền. Và video này nó chỉ ngắn gọn vậy thôi, và mình thấy là nó cực kỳ quan trọng cho nên mình muốn chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chia sẻ tiếp theo trên kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.